bài thơ năm cũ đâu rồi, cho anh xin lại mảnh đời âu thơ. Mai đình em Mai Đình hay gọi tên anh là Hàn Mạc Tự. Phải không? Phải mà anh đã tệ bạc với em
suốt quãng đời con gái. Nguyện bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên mà người đời họ đã bỏ quên, em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ anh nói tiếng yêu